Xin chào quý vị khán giả kính mến, tôi tên là Lê Quốc Đoàn, số báo danh 655. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê biên giới Đức Huệ thuộc tỉnh Long An, với những cánh đồng lúa bạc ngàn bên dòng sông Dàm Cỏ Đông hiền hòa với những chiến tích hào hùng. Quê tôi với sản vật từ thiên nhiên trù phú, người dân Đức Huệ quê tôi chất phác, giản dị và hào sảng với lối sống mang đậm chất mộc mạc của làng quê vùng Đồng Tháp 10. Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được tham dự vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa thứ 7 năm 2023. Xin được kính chúc cho ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô cũng như toàn thể quý vị khán giả được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.